Dạ kính thưa quý miệt trường xin mến chào tất cả quý vị trở lại video. Hôm nay thì cũng lời nói đầu tiên quý vị, mình chúc tất cả quý vị có nhiều sức khỏe, thành công việc ha. Quý vị nào xem nhớ đăng ký nhấn chuông để cập nhật những video tiếp theo. Thì nay mình có đến nhà anh Vũ quý vị, nay anh về một số pho mai tới quý ha, chỉ có mấy cái tới quý tàn phục vụ cho quý vị video hôm nay. Thì địa chỉ ở đây là chợ Gạo Tiền Giang ha quý vị. Thì thường lệ số điện thoại của ảnh mình cũng để tin tôi đây, quý vị nào xem hợp nhãn cái nào alo trực tiếp cho anh Vũ quý vị. Rồi bắt đầu vô mã số 1 quý vị. Tứ quý ha. Mã số 1 tứ quý mini bonsai. Mã số 0. Rồi mã số. Mã số 0. Rồi mã số 0 đi quý vị. Rồi cho chiều cao anh Vũ ơi. Chiều cao được 29. Cao 29 quý vị. 23 hoành. 23 hoành. Rồi đuôi tư hình thú quý vị. Dáng hình thú. Rồi mã số 0 có giá luôn anh. Thì số 0 này 700. Mã số 0 là 700k, bao ship quý vị mọi miền Tổ quốc ha. Rồi tới mã số 1 quý vị. Bầu hợp nhiên. Chiều cao được 78. Cao 78 quý vị. Quỳnh thân 24. 24 quỳnh. Dáng này siêu hơi trường chút xíu không quý vị. Rồi mã số 2 có giá luôn à. Mã số 1 này rồi, mã số 1 chứ. Mã số 1 triệu 6 quý vị. Rồi mã số 2 cũng là cây bonsai mini luôn. Chiều cao được 22. Cao 22. Quỳnh thân 30. Rồi 30 chuẩn quý vị. Rồi quỳnh cụ đế đây quý vị. Rồi giá luôn anh. Cây này 2 triệu 9. Rồi mã số 2 là 2 triệu 9. Thì tất cả mặt hàng của anh Vũ cái phôi đều bao ship quý vị mọi miền Tổ quốc ha. Rồi mã số 3. Cao 31. Cao 31 quý vị. Quỳnh thân 34. Rồi 34 quỳnh. Rồi mã số 3 này xin giao lô 3 triệu. Rồi mã số 3 giá 3 triệu quý vị. Mã số 4. Chiều cao 49. Cao 49 quý vị. Quỳnh thân 31. Rồi 31 quý vị. Dây đế bách nở ha quý vị. Chắc chưa ha. Cái này đó cái tượng nó nhảy lên nó dính luôn cái con. Rồi mã số 4 này 2 triệu 8. Rồi mã số 4 có giá là 2 triệu 8 quý vị. Rồi. Rồi mã số 5. Chiều cao 57. Cao 57 quý vị. Quỳnh thân ngay đây 39. Rồi. Chặt nhẹ cũ anh. Cũ này 45. Rồi, 45, 44 gì quý vị. Chỗ đó nó có cái thẻ mà sao quý vị, cuốn mép rồi ha. Xưa chủ nhà làm. Rồi mã số 5 này 8 triệu 7. Rồi mã số 5 8 triệu 7 quý vị. Chiều
số 6. Mã số 6. Chiều cao được 24. Cao 24. Đo ngay đây là 26 đi. Rồi 26. 34. 34. Rồi. Nguyên cốc quý vị. Cũ nó bự. Nguyên cốc ha. Rồi giá luôn anh. Mã số 6 này 1.9. Rồi mã số 6 1.9 quý vị. Tới mã số 7. Chiều cao được 49. Cao 49 quý vị. Mình thang đây 37 đi. Rồi 37. Này nguyên cái củ nở quý vị, nhách chữ A rất bự ha. Đều hết quý vị. Đây, đế nó còn hai lớp này quý vị. Đây, đây nó còn một cọng đế rất bự ha. Đây quý vị. Bệt luôn. Nguyên cái bệ luôn. Cái này lùng lực quý vị, cái này cụ hết biết cái cụ. Rồi mã số 7 này giá 8.500.000. Rồi mã số 7 8.500.000 quý vị. Rồi tới mã số 8. Chiều cao được 36. Cao 36 quý vị. Còn thang 30 đi. Rồi. Cái số 8 này giá 3 triệu. Rồi mà số 8 giá 3 triệu quý vị. Mà số 9. Chiều cao 68. Cao 68 quý vị. Hoành thăng 34. Rồi 34 hoành. Đế cũng chừng sổ khoảng 2 tấc ha quý vị. Mã số 9 này 2.800.000. Rồi mã số 9 có giá là 2.800.000 quý vị. Rồi tới mã số 10. Chiều cao tới đây 44. Cao 44 quý vị. Còn 33 đây 33. Đổ sổ rồi. Đổ sổ được 36. Sổ 36 quý vị. Cái số 10 này giá 7 triệu. Rồi mã số 10 giá 7 triệu quý vị. Mã số 11. Cũng là con cóc. Chiều cao đây được 19. Bình thăng ngay đây là 29 luôn. Rồi. Cái cục này là tới 40 rồi. Rồi. Rồi, mã 11 này được cái giá là 1.700.000. Rồi, mã 11 giá 1.700.000 quý vị. Mã 12. Chiều cao đây 20. Rồi. Đâu đây đây. 23. Rồi, 23 hoành quý vị.
Rồi mã 12 này 1,5 triệu. Rồi mã 12 1,5 triệu quý vị. Mã 13. Chiều cao 22. Rồi chiều cao 22. 30. Rồi mã 13 này có giá là 2,8 triệu. Rồi mã 13 2,8 triệu quý vị. Rồi cây 14 là cây mai tàng. Rồi 14 là cây tứ quý tàng quý vị. Chiều cao khoảng 3,5 m á. Tán ngang không? Tán ngang 3 m. Rồi tàn tròn bốn mặt quý vị, vàng xương rất ấm mạnh ha. Quý tàn thì qua nở bốn mùa quý vị. Cũng chơi phong thủy cũng được ha. Để giữ. Bốn mươi mốt hoành. Rồi vị trí này 41 hoành quý vị. Đường kính bầu tới 67 rồi. Rồi kính bầu 67 quý vị. Tổng nội đế ngoài 200. Đây nó một cốt đạt lên đoạn trên nó trẻ hai thân quý vị. Mà hai thân chập lại ha. Vàng xương quý vị nhìn thấy ha. Kính mít hết luôn. Đế thì lật lật quý vị. Đế đều hết quý vị. Đây, cốt cành đó quý vị. Vàng xương rất mịn ha. Tàn tròn bốn mặt. Rồi mã 14 tư quý tàng mình giao lưu giá luôn không? Cây mã 14 này giá 14 triệu, bao ship 200 km. 14 triệu quý vị, bao ship quý vị 200 km ha. Rồi tiếp theo là mã 15. Là một cây phôi. Cây này được có bộ đế khủng quý vị. Chiều cao được 22. Cao 22. Hoành 38 tính 37 đi. Rồi đây thì nó có mặt cắt ha. Chiều 6 được 40 á. 60 quý vị. Đường kính bầu 60 đi. Tổng nội đế 200. Rồi. Rồi bây giờ mình thấy nha. Đế đặt cứng hết luôn ha quý vị. Cái này về mình đóng ba bo cũng được ha. Nguyên bệnh đặt hết luôn. Cái này chú nặng lắm quý vị. Cái bầu để đặt hết luôn. Rồi mã số 15 giá luôn anh. Mã 15 là giá 10 triệu mà cái này hồi chú nhà cắt này nó xàm lại nè. Rồi. Nó là không bị mục gì đó. Bình thường. Mã 15 giá 10 triệu quý vị. Nguyên cục đế đặt hết luôn. Rồi, tới mã 16. Mã 16 cây mà cũng cao là cây mai tàng. Rồi, cây tứ quý tàng quý vị, cây này cũng một thân một cốt ha. Cây này cao 3 m à. Thân nó cao 3 m luôn đi. Trực lắc quý vị. Tay cành nó được tay cành lực không quý vị. Tính 42 hoành đi. Rồi 42 hoành quý vị. Cây này đường kính đầu 60 á, là đế khoảng cỡ 200. Rồi, đế cũng đều hết ha quý vị. Cái này quý vị không thích tàn thì xả phôi chơi cái tàn dù cũng được không quý vị. Cái này về quý vị muốn vàng xương nó mịn đó, thì mình con lại ha. Con nhẹ năm tới là vàng xương kính quý vị. Tại tàn này nó cũng hơi thưa. Cái này về con chừng khoảng 2 tấc quý vị. Năm tới là vàng xương tàn nó mịn lại.
Rồi, mã 16 này giao lưu 10 triệu. Mã 16 10 triệu quý vị, bao ship quý vị 200 km ha. Rồi mã 17 cũng là cây tứ quý tàng quý vị. Cao khoảng tính 2 m đi. Rồi, tán ngang nó tầm 1 m. Có 1 m 2 m 3 vậy. Rồi. Rồi 31 hoành quý vị. Kính bầu 50. Đây nó một cốt nạc lên mấy nhánh đeo không quá gì. Mấy cái này quý vị mua trong thời điểm này nè. Về mình lấy lá Tết vẫn có chơi, có bông chơi Tết không quý vị. Tại tứ quý mà. Tứ quý thì nó qua nở bốn mùa. Chứ không phải giống như mai vàng quý vị. Mình lấy lá này dẫn ra nút nụ bình thường. Rồi mã 17 này giá 4 triệu rưỡi. Mã 17 4 triệu rưỡi quý vị. Rồi mã 18 cũng là cái tứ quý tàng quý vị. Cái này cũng khoảng 3 mét rưỡi đổ lại đi. Tháng 3 mét. Rồi. Cây này một cốt lên 4 nhịp quý vị. Một cốt nạt lên đi lên 4 thân ha. 45 hoành. 45 hoành quý vị. Một cốt đi lên 4 thân. Đế lực quý vị. Anh em nào không thích cây tàn thì rút coi lại. Cái này hạ bonsai cũng được khéo không quý vị. Để được cái tàn. Bốn mặt tàn y nhau luôn, không trống, không có chỗ nào mà thưa không quý vị. Cái này dạng xương thì nó dày, dạng xương nó đặc hết luôn. Bây giờ về mà xuống lá là vẫn đổ bông bình thường quý vị. Tàn quá cao. Rồi giá luôn anh. Mã 18 là cây mai tàn cuối clip rồi giá 11 triệu. Mã 18 200 km. 11 triệu là cái cây cuối video hôm nay. Bao ship quý vị 200 km ha. Thì cuối video hôm nay mình thay mặt anh Vũ quý vị cũng cảm ơn quý vị dành thời gian với bác xem hết video ha. Quý vị nào xem hợp nhãn alo trực tiếp anh Vũ quý vị.